Xin chào mọi người. Mình lên video giới thiệu mọi người một chiếc máy cưa xích của hãng Estin. Estin sản xuất tại Đức. 021C. Các bạn nhé. Hàng bãi đã qua sử dụng nhưng mà rất là đẹp. Zin nguyên bản nhé. Con này thì rất là hay. Có trợ xả áp, có trợ lực xả áp, có lúm bơm xăng phụ, khá là tiện, rất là đẹp. Con này thì có cái nam nó hơi khiêm tốn một chút, hơi ngắn. Bạn nào mà thích thì mua về thì có thể là thay cái nam dài vào nhé, bạn nhé. Con này thì sử dụng xích chuột, rất là đẹp. Cái này là nó mình rửa nước để phơi khô đấy thì là nó có một cái tí han han này, không phải gì cả. Khi chúng ta chạy thì là dầu mỡ nó sẽ ra và nó sẽ hết cái những cái vết han này các bạn nhé. Khi chúng ta sử dụng thì có dầu mỡ vào thì nó sẽ hết han. Đây là mình xịt rửa bằng xà phòng và nước thì để đây qua một ngày thì nó có những cái vết ố vàng này, không được gì cả, không ảnh hưởng gì cũng nhé. Nó chỉ là một cái lớp mỏng mỏng ở ngoài thôi. Máy móc thì zin nguyên bản. Hàng này thì là từ bên Nhật về. Con này sản xuất tại Đức các bạn nhé, nhưng mà xuất sang thị trường Nhật Bản và khách hàng Nhật Bản người ta dùng, người ta không dùng nữa thì người ta thanh lý. Rất là đẹp. Tất cả các bộ phận đều dập cái chữ Estin này các bạn nhé. Đây. Estin. Con này thì ở bên Nhật ấy thì là họ rất ít sử dụng. Đấy, cho nên là mình kiểm tra qua thì thấy hơi thì rất là căng. Đấy, đồ đạc thì rất là mới và đẹp. Nó khá là ok. Đây cái bộ hơi của nó đây các bạn này. Nhìn bộ hơi nó như mới luôn ấy. Hơi zin của nó. Cái ống xả của nó bằng inox các bạn nhé. Rất là sáng, sạch, đẹp. Đấy, cái răng chó này. Răng chó trông rất là hoành tráng. Con này khóa xích thì ngon nguyên này. Bọn Estin này rất ít khi hỏng khóa xích nhé. Nó thiết kế nó rất là bền, đồ nó nồi đồng quý đá. Cái giật của nó, zin của nó này còn nguyên chữ Estin. Nhiều con nó bị mất cái này, nó như kiểu cái cúc ấy. Lắp bình đựng nhiên liệu xăng pha nhớt ở đằng sau này. Đằng trước là nắp bình đựng nhớt bôi trơn nam xích. Đây là nọc gió và chế không khí, nó nằm ở trong cái ốp này. Khá là ổn, khá là mới. Ok. Đấy, cái nam thì nam zin của nó hơi nhọn nhọn như này. Để chúng ta thường thì chúng ta cắt những cái chỗ gỗ nó hơi khe hiểm hóc ấy. Nhưng một số người dùng để đục đẽo đồ thủ công mỹ nghệ thì hay dùng cái nam nó dài, nó ngắn và nó mỏng, nó nhọn như này. Hoặc là chúng ta làm gỗ lũa thì chúng ta đục vào những cái khe, cái rãnh của cái khúc gỗ. Con này thì 021 này thì nó vào khoảng 38-40cc thì phải. Nó khá là mạnh rồi. Để nó rất thích hợp để sử dụng như nhu cầu gia đình các bạn nhé. Chúng ta có thể là cắt củi, cắt những cây gỗ cỗ nhỏ đấy. Những cây hoành, cái hiếc đấy. Trong khi chúng ta làm những cái công trình phụ, chuồng lợn, chuồng gà thì chúng ta cắt những khúc gỗ. Hoặc là chúng ta làm dọn vườn
cắt tỉa những cái cành cây bụi rậm trong vườn, nó khá là ok. Sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo. Khá là ok. Rồi, video giới thiệu chiếc máy cưa xích Estin 021C của mình đến đây là kết thúc. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì là xin liên hệ với mình qua số Zalo 0983804084 nhé. Mình có giao hàng toàn quốc, mình nhận tiền cọc rồi mình mới gửi hàng đi. Giá và của sản phẩm và số điện thoại thì mình luôn ghi ở phần mô tả của video. Bạn nào có nhu cầu mua thì sẽ theo dõi những cái thông tin đó ở phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.